Đây đây. Nó lên hình nó cái còn 1 phút. Còn 1 phút. Không, đây này nó còn lên 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 hình cái đĩa cái băng xong bắt đầu nó có dấu gạch cái này, nhưng còn 1 phút nữa là hết đĩa băng lời. Ở đây bây giờ chúng ta đi đến được lựa chọn số 2, chứ bây giờ số 2 lựa chọn một câu. Nếu khi nào mình quay đi anh tối quá thì tiện. Chúng ta sẽ mở câu hỏi ốc. Hai bạn sẵn sàng nhỉ? Và 70 giây cho hai bạn bắt đầu. Kỳ quan thế giới Cappadocia nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ đúng hay sai? Đúng ạ. Thác Niagara chảy qua hai quốc gia Mỹ và Canada đúng hay sai? Đúng. Sai. Thằng này biết chó là một cái đoán. Thủ đô đầu tiên của Nhật Bản là Kyoto đúng hay sai? Sai. Đúng, cái đấy đúng. Quốc gia phát minh ra chiếc kéo hoàn tức đúng hay sai? Cái này lên hình với tôi thôi. Đâu, quay hai bố ngồi ăn cơm mà chính. Người Bồ Đào Nha đúng hay sai? Đúng á. Người thứ hai có thể sửa chữa nếu muốn.